Đây là cách để mình biết con ốc nào sống, ốc nào chết. Đó, mình để thẳng hàng như vậy đó. Con nào bò ra thì mình quăng vô thào, mình ngậm tiếp. Quay clip hướng dẫn lựa ốc sạch, dân mạng xem xong lập tức cạn lời. Mới đây một cô gái đã thể hiện trí khôn của ta đây một cách xuất thần thông qua việc lựa chọn ốc sạch. Theo đó, cô gái không cần dùng mẹo dân gian, không cần ngâm vào nước ớt hay là nước do gạo, mà cô gái lại chọn xếp những con ốc này ra sàn nhà ngay hàng thẳng lối, vô cùng nghiêm chỉnh, như đang thực hiện điều lệnh quân đội. Chỉ cần có thanh niên nào không giữ tác phong tự ý rời hàng, tức là thanh niên còn sống, lập tức bị bắt lại bỏ vào trong thau. Còn những con nằm im không nhúc nhích gì, tức là đã chết. Con nhà bò đó thì em cho vô thau ngâm tiếp. Nhưng mà nó chết hết rồi mọi người ơi. Còn được có 6 con thôi à. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải vỗ ráng cạn lời vì kiến thức độc lạ mà cô gái vừa mang tới. Được biết cô gái cũng đã thử ngâm ốc trong nước độ 3-4 ngày, sau đó mới bắt đầu đem ra lựa lại để chuẩn bị luộc ăn. Sau khi kết thúc kỳ thi sát hạch, chỉ có 6 con đủ tiêu chuẩn để vào nồi, số còn lại thì ngậm ngùi đã đi trước một bước. Một số người khác cũng để lại bình luận: thôi còn có 6 con cũng nấu được tô bún ốc rồi. Nhìn mấy con ốc giống cái bảng lựa màu tóc nhuộm ghê. Kiểu này thì chạy cũng chết, không chạy cũng chết, sớm hay muộn, bắt buộc hay tự nguyện, đau đớn hay thanh thản hơn thôi. Có cách nào nhanh hơn không chứ đói bụng quá rồi nè. Ốc mặc định là không có nước thì nó nằm yên, cho nó vô thau đổ nước vào, 5 phút sau ra xem con nào bò thì xác định. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.